Thưa quý vị và các bạn, dự án hồ chứa nước sông Lũy là công trình quan trọng góp phần vào việc đảm bảo cung cấp nước cho khu vực phía Bắc tỉnh. Sau khi được tích nước, vụ đông xuân năm nay, nhiều diện tích mở rộng, nông dân phấn khởi, hứa hẹn cho một mùa bội thu thắng lợi. Sau khi hoàn thành, hiện nay công trình hồ chứa nước sông Lũy đang tích nước ở cao trình 125m, tương đương với 45 triệu mét khối. Tận dụng nguồn nước này, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý thủy lợi chủ động lên kế hoạch, còn nông dân tranh thủ bắt tay ngay vào sản xuất. Mùa xuân đã về, không khí xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi. Đây là năm có ý nghĩa khi công trình hồ sông Lũy đã bắt đầu phát huy. Những năm 19, năm 20 thì nước thì nó hơi kém. Thì bây giờ thì nói chung năm nay thì bên thủy lợi thì cho hay thì nước thì rất thoải mái. Khi mà có hồ sông Lũy thì ban huyện cũng chủ động mà trong vụ đông xuân, và đặc biệt là trong năm nay thì ban huyện cũng đã đưa kế hoạch sản xuất là trên 11.500 hecta lúa đối với vụ đông xuân. Ngoài ra thì tưới gần trên 7.000 hecta cây lâu năm dọc theo các tuyến kênh. Dự án hồ chứa nước sông Lũy được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục như đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cấm lấy nước. Mục tiêu của dự án là điều tiết nguồn nước sông Lũy và nguồn nước sau nhà máy thủy điện Đại Ninh với dung tích gần 100 triệu mét khối, dung tích hữu ích 95,8 triệu mét khối nước. Công trình cấp nước tưới cho 24.200 hecta đất canh tác, cấp nước phục vụ sinh hoạt và du lịch cho trạm bơm Lê Hồng Phong, duy trì dòng chảy môi trường các tháng mùa khô, giảm lũ hạ du, kết hợp phát điện, đồng thời góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Vượt qua không ít khó khăn, thử thách, đặc biệt là thi công trong thời điểm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng công trình vẫn đảm bảo chất lượng và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, hồ chứa nước sông Lũy là công trình được sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, các sở, ban ngành và sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền địa phương. Đây là dự án về đích đầu tiên trong loạt các công trình bố trí vốn trung hạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Về mặt hiệu quả thì đây là một công trình rất hiệu quả bởi vì suất đầu tư thấp, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là công trình này đón và tích cái lượng nước thì thừa của thủy điện Bắc Bình và tham gia giảm lũ. Năm 2021, nhờ chủ động linh hoạt trong công tác vận hành, điều tiết nên nguồn nước đảm bảo cho phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt năm nay, các hồ chứa tại các huyện phía Bắc tỉnh nguồn nước tích trữ dồi dào, nguồn nước thủy điện, lượng nước trữ tại hồ chứa Đại Ninh và hồ Hàm Thuận, tỷ lệ dung tích hữu ích cũng đạt khá cao. Cùng với việc hồ sông Lũy đã hoàn thành và tích nước sẽ góp phần quan trọng trong việc điều tiết nước, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất trong thời gian tới. Khi hồ sông Lũy mà xả nhỏ thì chúng tôi điều tiết cái lượng nước vào tất cả các hệ thống tưới. Khi hồ sông Lũy mà xả lớn thì tất cả cái lưu lượng đó chúng tôi tích trữ vào các hồ để dự trữ cho các vụ sau. Có thể khẳng định là xa mốt thì khu vực phía Bắc, bao quyện Hàm Thuận Bắc, Quảng Bình, Tuy Phong sẽ là ít xảy ra hạn hán thì sau khi chúng ta hoàn thành xử lý. Và hiện nay á, tiếp theo nữa là mạng lưới kênh đó mạng. Bây giờ còn lại một đoạn là từ Bắc Bình ra Tuy Phong thì ban lý dự án nông nghiệp tỉnh đang thi công, cố gắng hoàn thành trong cuối năm nay. Thì xong, nếu nó mạng xong rồi thì chúng tôi sẽ điều hòa nước, có thể là từ sông Lũy dẫn ra về Hàm Thuận Bắc và dẫn ra Tuy Phong để điều hòa từng khu vực. Được sự quan tâm của Trung ương, thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã khắc phục khó khăn, đầu tư xây dựng nhiều hồ chứa với năng lực tưới cho trên hàng chục nghìn hecta, bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống kênh tiếp nước liên hồ chứa, hay còn gọi là nối mạng thủy lợi, đã góp phần đáp ứng năng lực tưới trên địa bàn tỉnh. Đối với dự án hồ chứa nước sông Lũy trong giai đoạn 1, hiện nay mới tích nước ở dưới cao trình 126m. Để công trình phát huy toàn bộ hiệu quả của dự án, trong giai đoạn 2, tỉnh tập trung bố trí nguồn vốn để tiếp tục giải phóng mặt bằng đối với các hồ còn lại từ cao trình 126 đến 130m, đảm bảo hồ tích đủ dung tích 99 triệu mét khối nước theo thiết kế. Những ngày đầu năm mới, khi dòng nước mát sông Lũy hòa cùng với đất trời là báo hiệu sự khởi đầu mới với một năm thắng lợi bội thu.